coi như là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em được gái lắng nghe rất là giỏi. Rất giỏi nhưng hiểu liền không? Hiểu thì từ từ hiểu. Em từng nói với lòng á là em sẽ không bao giờ mà la vợ hay là quánh vợ gì hết. Nghĩa là lúc nào cũng hết mực yêu thương vợ. Được. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Thôi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, xin chào chị MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào em. Em tên là Hữu Ân, em đến từ Bạc Liêu ạ. 34 tuổi. Bạc Liêu em làm gì? Dạ, Bạc Liêu em thì nuôi tôm. Nuôi tôm thì đó là công việc hàng ngày, còn công việc của em là lái xe và dạy lái xe. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là bé Hên, hiện tại là nhân viên nhân phòng tại thành phố Long Xuyên ở tỉnh An Giang. Cái chữ bé cái nó thấy thường gì đâu vậy trời. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em hiện tại 32 tuổi ạ. Cũng xa gần gần bên nhau đó. Nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nào? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, biết hát chút chút, biết cơm ăn chút chút. Rồi vậy còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là hơi bị nhát gái. Rồi còn nhà gái? Như mọi người đánh giá thì em là một cô gái ngoan, hiền và giỏi. Em là người rất có trách nhiệm với gia đình cũng như công việc, biết suy nghĩ cho người khác và rất là nhiệt tình với bạn bè, nên luôn được mọi người quý trọng. Còn điểm yếu của em là em rất là mù đường nhưng mà lại thích khám phá. Rồi đó rồi. Sử dụng Google Maps nhé chị. Một chút nữa là mình yêu cầu người bạn trai của mình đó là giỏi đường và sẽ chở mình đi. Bên đây là dạy lái xe nó rất rành đường rồi. Dạ em tài xế và em mê đi phượt đó chị ơi. Đó hợp luôn. Rồi bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai. Dạ em thì cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình thứ nhất cách đây là năm em 22 tuổi. Thì em có quen cô gái được 2 năm. Nhưng mà do không được tuổi ấy, nên phải chia tay. Còn mối tình thứ hai thì em chia tay cái đây cũng 6 năm. Tại vì nói chung hai người không hợp nhau, do lúc đó em công việc cũng nhiều quá, em không có thời gian chăm sóc cho bạn gái. Cái này mình phải rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mời nhà gái. Dạ em cũng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất của em thì quen nhau cũng gần 2 năm. Nhưng mà lý do chia tay là em cảm nhận là bạn ấy không hiểu gì về em. Dù rằng em đã nhắc đi nhắc lại sở thích hay là cái nhu cầu, cái ý muốn của em, nhưng mà lần nào cũng như lần nấy, bạn ấy cũng đều không, y ra là không còn nhớ, không có nghe, không nhớ gì hết trơn á. Coi như là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Người ta chia sẻ quá nhiều mà không hiểu thì ta buồn, đúng rồi. Em được gái lắng nghe rất là giỏi à. Rất giỏi nhưng hiểu liền không? Hiểu thì từ từ hiểu. Rồi bây giờ cô gái của chúng ta nè, em muốn có một người bạn trai như thế nào? Em muốn có một người bạn trai đầu tiên là phải là người biết lắng nghe và chia sẻ. Đó, bên đây lắng nghe được. Đó, nghe giỏi. Công ăn việc làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình như mấy anh gửi của em vậy đó. Rất là thương vợ, thương con. Nói chung là yêu thương em. Được không em trai? Dạ được ạ. Tiêu chí nhà gái đưa mình thấy mình đáp ứng đủ không? Dạ em thấy đủ gần hết luôn rồi. Gần hết luôn hả? Dạ. Dạ. Em từng nói với lòng á là em sẽ không bao giờ mà la vợ hay là quánh vợ gì hết. Nghĩa là lúc nào cũng hết mực yêu thương vợ. Được. Đó, bên nhà trai sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà gái. Còn mình muốn có một cô gái, một hình mẫu lý tưởng thế nào nè? Cô gái đó cao cỡ 1m55 là được rồi, không cần cao lắm đâu. Gì nữa? Chào em. Chung hiền, nói chuyện lễ phép với người lớn. Rất là hiền luôn. Được không? Được. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân. Hỏi người thân đi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với một đại gia đình của em. Gồm có ba chị, mà một em gái, hai thằng cháu. Dạ, em... đại diện cho nhà gái. Bạn này cũng được nhưng mà ở xa, không biết bạn có thời gian mà vừa hẹn hò được với bé hơn không, tại vì Bạc Liêu với ở An Giang cũng khá xa đó. Dạ em đi An Giang hoài à chị. Em thường xuyên đi An Giang đi lấy hàng à. Cũng đâu có xa gì mấy. Dạ, đâu xa khoảng đâu. Chưa được 200 cây. Ừ với em là gần rồi đó. Ăn thua hai bạn, nếu thấy hợp nhau thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn nhà gái. Dạ. Rồi, nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với anh hai em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Và xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chỗ ăn á, thì cũng hiền lắm. Hồi đó giờ quen bạn gái thì cũng chưa thấy được người bạn gái nào dẫn về nhà, quen ở đâu á. Dẫu á. Nay cũng 34, 35 tuổi, nhưng mà không biết uống rượu bia gì chứ.
Còn về bạn gái đây thì theo hiểu thế thì cũng có vẻ là ổn rồi đó, có thể chốt được. Chốt được ha. Nhà gái em hiền lắm, dễ thương mà. Ông đi lên cái này là mắc cỡ, đâu có cho gia đình biết đâu. Tại vì anh hai thì anh hai sống ở trên Sài Gòn, cho nên là lên đây nói với anh hai thôi. Ở dưới nhà mẹ đâu, thực sự là chưa hay nữa. Nhưng mà mọi người rất là mong, thì cũng hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho nhà trai và nhà gái gặp nhau thôi. Mở rào. Anh có món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một quyển sách gửi tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cảm nhận về nhau xem lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Lần đầu tiên em thấy anh, em có cảm nhận sao? Thì nãy giờ nghe anh tâm sự á, thì cũng thấy anh hiền. Nhưng mà một vấn đề mà em giống như chị em e ngại á, tại vì em là người sống tình cảm nên em cũng thích tìm hiểu một người gần, nói chung mà có nhiều thời gian để quan tâm chia sẻ với em á, thì anh thấy vấn đề đó có vướng bận gì với anh không? Không, nói chung là vấn đề đó không vướng bận với anh hết á, tại vì công việc anh ấy cũng đi tới đi lui được, thời gian anh có, chứ không phải là anh cứ tối ngày cứ mà đi công việc ở dưới quê. Thì khoảng cách thời đối với anh không có là vấn đề. Xưa người ta có, nói chung em cũng có nghe người ta nói một câu á, là tình cảm của người đàn ông á, muốn biết họ nhiều như thế nào á, là xem lúc mà hai người giận nhau, cãi nhau, thì người đàn ông đó có chịu, nói chung là hạ mình xuống để dung hòa cái mối quan hệ hay không. Thì quan điểm của anh là như thế nào về cái câu đó? Đối với anh á, thì nếu mà hai người cãi nhau á, thì mọi người bớt một miếng, giống như là anh sẽ tự dằn lại một mớ và người vợ cũng sẽ tự dằn lại một mớ. Còn nếu mà cãi nhau quá nhiều á, thì như tính của anh á, là anh sẽ im lặng. Dạ, tại vì em cũng giống anh là thường á, khi mà có mâu thuẫn xảy ra thì em sẽ là, em không có giống như những người khác mà la lên hay là gì hết. Em sẽ im lặng và quan sát cái cách mà đối phương có lo lắng quan tâm cái cảm xúc của em hay không, và họ có tìm hiểu vấn đề là tại sao. Nói chung là em sẽ thể hiện là em không có vui để coi là người đó có quan tâm em hay không. Thì nếu anh im lặng luôn thì cái này hay khó á, thì anh nghĩ cái vấn đề này nó có giải quyết được hay không? Không, nói chung á thì anh không giỏi về lời nói, nhưng mà anh được cái là anh rất là quan sát, anh sẽ nhận ra được điều đó. Dạ. Vậy nãy giờ rồi tiếp xúc á, anh thấy em là người như thế nào? Có hợp cu với anh hay không? Có lẽ là hơn anh mong đợi. Tại hiện tại giờ công việc của em á, nó xem như là nó đã cố định. Nói chung là việc luân chuyển công tác nó hơi bị khó, nên theo anh nghĩ thì công việc của anh có sắp xếp được hay không? Công việc của anh á, thì nếu mà nói thẳng ra nó là cái công việc tự do. Thì nãy em cũng chưa kịp để chia sẻ một cái điểm yếu của em. Em là người khá là giỏi trong việc làm hài lòng người lớn về cách cư xử, ứng xử. Thì xưa giờ là em rất là được lòng mọi người. Nhưng mà riêng có một cái yếu điểm rất lớn là em không có giỏi nấu ăn. Nhưng mà cái đó anh giỏi. Nhưng để đó em cứ yên tâm, anh làm được. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đến gần bé hên hơn. Cho nó hên hơn. Đó, hai người nhìn nhau đi. Bây giờ em trai thấy thế nào, bé hơn sao? Nãy giờ nói chuyện thấy trái tim mình có rung động hay không? Cũng rung lắm luôn á. đang cố gắng rất là giữ bình tĩnh luôn. Thì qua chương trình này á, anh đến đây thì anh đã xác định anh sẽ bấm nút. Anh cũng mong em là cho anh được cái cơ hội. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, làm câu vòng cổ tặng em gái đi. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử, mượn đó đau kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Trời ơi, ơi. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa, không mượt mà quyến rũ, sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay.
vượt đường dài nào ngại gió sương, nay được về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất vào xuân đào ơi đừng nỡ dội, để tôi được bồi ngồi nhìn đại hoa hé nở. Cảm ơn anh. Không có chỗ nào ngon bằng chỗ này đâu. Bấm đi em gái. Tiềm lực kinh tế ngon em ơi. 3 2 1 bấm. Hai bạn là tôi rụng tim quá. Bây giờ nó hung cái nó còn rung hơn nữa nè. Dung cái đám xỉu luôn. Hả? Đi. Đi xin phép mấy chị. Ngay má, ngay má, thích vô. Thơm. Thật ra khó tìm những mảnh ghép mà nó hợp đến mức như vậy đó. Anh thấy là như thế. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời nhà gái. Rồi bây giờ em trai với em gái đang có mặt ở sân khấu rồi. Mời em. Em chào MC Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả đang ngồi đây. Tôi tên là Lê Thanh Tuấn. Năm nay 42 tuổi. Tôi đến từ thị trấn Chợ Lách, Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh. Ở Bến Tre mà làm việc Bình Thạnh hả? Dạ, tại đi chạy ráp anh. Vợ. Chạy ráp để mình để dành tiền rồi mình cưới vợ, hay là mình chạy ráp để mình chạy vòng 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 mình nghĩa coi có cô nào mà hợp ý với mình không mình nhào vô liền. Thật sự ra kinh tế ở nhà thì nó không đến nổi. Dạ. Mình chạy ráp là để mình trải nghiệm, mình thật sự là mình va chạm với những cái người mình cần tìm á Ngọc Lan. Cũng hay. Em phải hỏi cho rõ là vậy đó. Tức là chạy ráp để trải nghiệm chứ không phải khó khăn mà phải chạy ráp. Dạ đúng rồi anh. Thật ra chạy ráp giờ cũng khá lắm chạy nha. Ráp bây giờ có tiền lắm đó nha. Thôi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Thị Thắng. Năm nay 43 tuổi ạ. Dạ. Quê quán là Thanh Sơn, Phú Thọ. Hiện tại em đang sinh sống làm việc ở tại Sài Gòn ạ. Chị em làm công việc là công ty thực phẩm đông lạnh ạ. Ở đâu, ở quận nào vậy? Tân Bình ạ. À, Thắng làm ở Tân Bình luôn ha. Dạ, em ở đó luôn ạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hả Thắng? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và sống có trách nhiệm với gia đình, giống tình cảm ạ. À. Dạ. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính một chút. Nhưng mà kiểu là nói xong là thôi chứ không có để bụng ạ. À. Dạ. Rồi Tuấn cũng nói cho bên nhà gái nghe đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là nói được làm được. Và cái gì cũng vậy, thật là trước mắt hết. Thật nhất có thể. Thật lòng. Dạ đúng thật rồi. Tâm. Còn cái khuyết điểm là ít có giao tiếp với bạn bè. Thật sự với anh luôn, bây giờ em nói thiệt với anh, hôm nay em là 42 tuổi rồi. Chơi với một thằng bạn trai duy nhất thôi. Có người bạn thôi. Dạ đúng. Trời. Cuộc đời nó cô đơn vậy đó hả? Không phải anh, tại vì bây giờ nó thẳng ra từ cái ngày mà em ly hôn là năm 2015 là em cũng có một mớ nợ rồi hai đứa nhỏ nữa. Nó trồng chất lắm, nhiều lúc em nghĩ là em cứ buông xuôi thôi. Nhưng cũng trời khu khiến sao thì cũng làm ăn dựng lại trả nợ hết rồi, bây giờ lo cho con cái nó đề về rồi. Em cưới vợ từ năm nào? 2010. 10. Là 2015 ly hôn. Mấy con? Dạ hai cháu trai. Đứa lớn là 11 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Và con ở với ai? Dạ con thì theo tòa thử là mỗi đứa một đứa. Thì cái thời điểm đó là bé nhỏ nó còn giống như là nó chưa có thôi bú á. Thì em mới nói là bây giờ em nuôi đi rồi sau này nó lớn rồi tôi bắt hết, con tôi cũng để cho em nuôi. Đó, thì bây giờ là hai cháu nó đang ở với bà nội dưới quê á. Ở với bà nội? Còn nhà em thì bỏ đi đóng cửa, nói chung ngày hôm qua về thì nó hoàn toàn sơ sát, đau lòng lắm nè. Nhà em Chợ Lách, có trồng vườn không? Dạ có anh, đây cái cây vườn mới hái ngày hôm qua. Trồng nhãn đây đó hả? Dạ, nó đủ thứ trong đó hết. Chỉ có nhỏ em thì nó rồng sầu riêng gặt là một hát rưỡi. Nghĩa là giờ em lên đây em ở trọ? Dạ đúng rồi. Trời, ở dưới quê thì có vườn tược. Anh ơi, nhưng mà sau khi ly hôn thì từ đó đến nay anh có cái mối tình nào nữa không? Cũng nói với Ngọc Lan là trước dịch
là mình cũng có gặp một cái người con gái đó là rất là nhỏ, 23 tuổi thôi. Thấy người ta có tâm á, mình cũng tiếp xúc một vài lần, xong nó thành tình yêu. Nhưng mà em á, thì em cũng có muốn là lấy người vợ trẻ để sau này cái tương lai người ta nó không như ý muốn á. Dạ. Thì mới khuyên là thôi em đi lấy Hàn Quốc đi rồi em lo trả hiếu cho cha mẹ đi. Còn theo anh là gánh nặng lớn đó. Rồi vậy cái trời xui khiến giao dịch nó ập tới là mất liên lạc luôn. Trời ơi. Rồi mối tình thế nào nữa không? Là kế đây là vừa đây là bị một mối tình, cái chị đó cũng làm ở Lót Tre, còn ở với chồng mà lừa dối em là chưa ly hôn rồi, thì nó vô nó, em cứ nghĩ tập trung vào đó là được, là cưới về là lo cho cha mẹ thôi. Mà cuối cùng là cái bữa đó chở đi ăn xong cái chồng cô ta đang ngồi đó, nó nói anh ơi chồng em nó ngồi đó nó biết thì kìa, thôi em xin lỗi anh, nhưng là rồi từ đó là chia tay luôn tới giờ. Rồi một ngày nọ nữa là 4 tháng sau là mới đây thôi nữa hả? Không có chở khách tới cái chỗ Lót Tre đó, thả khách xuống thì vừa thấy chị đứng đối diện luôn. Đi mới về ngủ cũng được. Nhớ anh à? Không phải nhớ anh, bị sốc thêm lần hai á chứ mới nhớ. Tại vì người ta đã không nghĩ tới mình, bắt mình phải như vậy. Phận trai 12 bánh nước quá. Xong câu chuyện này chắc có người nhiều người chạy ráp lắm á. Thôi mời nhà gái đi, sao tôi kể họ cũng lòi ra thêm vài mối tình nữa, mệt lắm á. Mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Dạ em có mỗi là mối tình đầu tiên với chồng em ạ. Thì là hai người yêu nhau được 6 tháng hay là kết hôn năm 1998. Mở lò gạch, thuê công nhân làm ăn, mua ô tô nữa. Thế xong là tiền mình thì bỏ ra tiền cục ấy. Nhưng đến khi thu về thì toàn cho dân nó nợ thôi. Đến khi thu về thì là nó lại là tiền vụn. Thế em năm 2017 em đi sang bên Malaysia làm được 6 tháng thì là chồng em điện sang bảo là ở nhà đã có bồ rồi. Thế xong là cho bồ nữa nói chuyện với em, bảo là thôi bây giờ hai người xa nhau như thế không còn tình cảm nữa thì ly hôn đi để anh ấy lấy người ta. Em phải đi sang bên này để em làm sang đất khách quê người, làm thuê làm mướn để em giả nốt cái tiền nợ ô tô cho anh. Mà anh ở nhà anh lại phản bội em đi theo người khác, mà còn cho bồ anh nói chuyện với em như thế là quá xúc phạm em, không tôn trọng em một tí nào cả. Tháng 10 năm ngoái, năm 2021 đấy, là em về thì thực sự là em cố gắng hàn gánh lại nhưng không thể được. Kiểu vợ chồng không còn tình cảm gì với nhau nữa, cố gắng chịu đựng mãi. Xong là đến 27 tháng 5 năm nay là em phải trốn nhà về Hà Nội em làm. Ôi, năm mới nó cũng quỳ tới rồi chị ơi. Dạ. Năm nay mình đón giao thừa xong mình cầu cho ông bà đuổi những cái xui xẻo đó qua đi ha. Dạ. Để mình đón chào một năm mới tốt đẹp. Cảm kể từ đó anh. Tôi cũng thấy xót xa rồi. Xôi người luôn á, em ôm chị một cái. Cảm ơn chị. Bây giờ mình xóa hết đi. Tối nay nấu nồi canh khổ qua to thiệt to. Đúng. Ăn cho ăn cho khổ nó qua luôn nha. Rồi bây giờ chị nói với Ngọc Lan biết là chị có một cái mong muốn về người bạn trai mình như thế nào nè. Em mong muốn một người bạn trai là biết lắng nghe và biết chia sẻ và biết đồng cảm cùng hoàn cảnh với em, và không được gia trưởng, không được cờ bạc, rồi không được nhậu nhẹt, rồi về lại đánh vợ con. Thôi yên tâm đi chị. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không. Đó giờ có chửi vợ đánh vợ gì không? Không bao giờ. Có không bao giờ đúng không? Nhẹ, không bao giờ. Rồi bên đây là cái đó là được hiền rồi đó. Để qua thăm nhà qua trai. Qua coi nhà trai tôi đi. Đúng. Đời sóng gió. Em chào anh. Trai nhiều bánh nước quá. Trời ơi, cặp đôi sóng gió. Sao anh? Bạn muốn hẹn hò ngày cuối năm. Anh nghe hoàn cảnh bên kia anh thấy sao anh? Nói chung lại là cuộc sống mà. Thì mỗi người một cái hoàn cảnh. Anh nghe vậy nhưng mà thấy là cái mà chị ấy cần là mình đáp ứng được hết. Dạ. Yeah. À, cho nên là mình thấy là cũng giống như là mình đã nhẹ lòng được một mớ rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ anh thích một người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ thì mình chỉ cần người đó thật với mình từ đầu, thứ nhất. Thứ hai là làm lo cho con cái, cha mẹ còn đó. Đâu có cần gì nhiều đó, mình mua một món quà nhỏ vậy mình gửi về thôi, cha mẹ cũng vui. Nhưng mà cái anh cần ở đây đó là không biết cái người bên đó có đáp ứng được hay không thôi. Anh nói luôn. Đến với nhau rồi, sống ở đây hay là ở dưới quê,
mới quan trọng điều đó. Tại vì ở dưới quê hương thì từ bây giờ là chỉ còn mình bà già. Mà muốn lấy vợ về quê đúng không? Dạ đúng anh. À làm dâu đúng không? Dạ. Em có về làm dâu được không? Dạ được ạ. Được, rồi, bên đây về được. Bên đó về làm dâu được. Ừ. Bây giờ hỏi em gái người đi với ai? Em gái nó đi với ai? Em đi một mình ạ. Một mình. Để em. Anh đi với ai? Một mình. Để anh Linh. Thôi, thôi bây giờ rồi. Thôi mở rào cho đúng hai rồi. Bên gặp mặt trực tiếp đi nha. Mở rào. Mình nói chuyện vui nha, không nhắc chuyện cũ nữa nha. Không nói chuyện buồn nữa nha. Tặng quà đi nào. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Quà ba con heo này ý nghĩa là em muốn góp gạo thổi cơm chung với anh ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Nó cảm nhận về nhau thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt với em, anh cảm nhận về em như thế nào? Trái tim mình cũng có rung động đấy. Dạ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của em thì nó bi đát anh, cái là bị vũ phu với bị anh chồng gia trưởng á. Dạ. Là bao nhiêu đó đủ để anh chấp nhận em rồi. Dạ. Còn anh là đàn ông mà. Dạ. Tình trường của anh thì anh trải qua cái gì là anh nói thật hết rồi. Dạ. Cái câu mà em nói là gạo thổi cơm chung mà đúng theo cái kiểu của anh xin lỗi nha ngoài Bắc á. Dạ. Là anh hiểu. Dạ. Tại vì bây giờ anh ở dưới quê á, mẹ thì cũng đơn chiếc, một nhà một mình coi hai cái nhà đi tới lui già cả không yên tâm. Dạ. Và anh quyết định đi lên đây á, anh nói thật với em luôn, không phải là anh chạy xin nhà xe ôm đâu nha. Dạ. Anh là gia đình xưa giờ là 4 năm đời là buôn bán trái cây. Dạ. Em chỉ cần mẹ ơi hôm nay mẹ ăn cái gì, mẹ muốn đi đâu con chở mẹ đi, anh không cần em cái gì có vấn đề kinh tế hết. Dạ. Bao nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Rồi cái cuối cùng anh muốn em bỏ hết cái quá khứ đau buồn của mình đi. Dạ. Thậm chí anh bây giờ nè, trước khi anh bước lên chương trình này á, anh đã quên hết, mình không có lỗi gì hết, mình chỉ hy sinh cho người ta thôi. Dạ. Rồi thậm chí bây giờ lâu lâu đi ghen nó cũng vẫn nhớ người ta vô đó, ngồi nửa tiếng hồ đi vô uống cà phê đã đi anh về. Ơi anh ơi, mình đang tìm hiểu một cô gái mới đó, mình đừng nói cái đó anh ơi, trời ơi người ta buồn đó. Anh xin lỗi nhưng mà anh muốn nói thật sự cho người ta hiểu là anh đã nói là anh quên hết rồi, nhưng mà cái này kể nghe thôi. Dạ. Bây giờ đừng nhớ nữa nha. Thôi bỏ qua ha, dục. Bỏ, dục đi, dục qua ra. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em cũng thấy anh là dễ thương và chân thật, dễ mến ạ. Thì em cũng mong anh là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ạ. Bây giờ đó, mình hẹn hò sao? Ai ở đâu, tuần gặp mấy lần gì đó đâu, bàn thử coi. Em đi làm công ty thì cái giờ giấc của em nó phải bó buộc đúng không? Làm là từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Như thường thường là có hôm là 4 giờ em cũng xong rồi, hay là 5 giờ cũng xong, xong lúc nào là được nghỉ lúc đó. Thì bây giờ anh nói em nghe, anh là chạy Grab mà. Dạ. Lúc nào anh cũng rảnh, chỉ cần em nói ghế anh tắt, anh dạ. Chạy đến với em liền được. Dạ. Thế nếu dụ sau này mà lấy nhau về rồi ấy, thì là tiền nong thì là do ai quản lý ạ? Nói thật ra thì hồi xưa giờ anh mới giữ tiền được, còn giờ giữ không à. Dạ. Đó, cho nên em yên tâm vấn đề đó đi. Mà anh nói em nghe, em có tin trong tình yêu á, em mới có trải nghiệm một đời chồng đúng không? Dạ. Nhưng mà này anh phải nói anh Tài nha. Em chỉ cần em chặt với anh cái anh hiểu luôn, anh biết luôn, em tin không? Dạ. Đứng đây nói sát luôn cho nó. Nói gần chút xíu nè. Đưa cái tay lên đây luôn. Đó. Nhìn thẳng vô mắt nhau nói luôn đó. Cái này là nói trước luôn nha. Dạ. 8 tháng 3, 14 tháng 2 gì đó, anh không có sến, anh không có tặng bông luôn nha. Dạ. Nhưng cái gì anh sắm cho em là nó phải có giá trị. Dạ. Đó, anh chỉ nói vậy thôi. Dạ. Thì từ nhỏ lớn lên em cũng chưa được từng ai tặng hoa bao giờ, cái chuyện đó nó không là vấn đề anh ạ. Quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau. Nắm tay em anh cảm thấy sao? Thì anh cũng thấy là nó đập loạn xạ. Dạ. Cứ bấm nút cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu anh ạ. Rồi. Yêu là cứ bấm. Thích là cứ bấm. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Chính thức là hai bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Chúng ta cũng đã tổn thương trong tình yêu rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để chữa lành những cái tổn thương đó. Hãy đem đến cho nhau thật nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho chúng em được lên sân khấu và được tìm thấy nhau trong ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn ạ. Một nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng quyến rũ thôi. Trời ơi, hôn
sâu. Người ta chân thành như thế, chân tình như thế. Thôi, chúc cho chúng ta thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 2023 này gặp thật nhiều niềm vui, đặc biệt là tình yêu nha. Hãy cố gắng hỗ trợ cho nhau, yêu thương nhau để chúng ta có thể bù đắp những cái gì mà đã mất mát trong cuộc sống này. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Hajimasu. Hajimasu. Bên đây ta chào tiếng Nhật á. Ai biết? Ủa, hỏi gì kỳ vậy? Okawasaki, Susu, Sushi. Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Trọng Vũ ạ. Em năm nay là 37 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là y sĩ ạ. Rồi học bao nhiêu năm mới thành bác sĩ? Dạ là 4 năm nữa. 4 năm nữa ha. Rồi em có đang tính tới chuyện học 4 năm nữa không? Dạ có ạ. À rồi, ha, một cái tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước nha. Em làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Dạ. Rồi quê em ở đâu? Dạ quê em ở Huế. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. À, xin chào quý khán giả, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cũng như nhà trai. Em tên là Phạm Thanh Kiều, năm nay em 32 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Hiện tại là em đang làm phiên dịch tiếng Nhật và đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Hajimasu. Sushi. Có Toshiba luôn không? Toshiba. Mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi em. Dạ, thì em là người ham học hỏi và hòa đồng, cũng như là khá là hiếu thảo. Và khuyết điểm của em là do cái thời gian sống tự lập khá là lâu, thành ra là cái việc nấu ăn của em thì tôi là biết, tuy nhiên là không có được ngon, cũng như là cái những cái món ăn của mình cũng chưa có được hiểu nhiều á. Chỉ vậy thôi hả? Dạ, vậy là khuyết điểm lớn rồi. Bên kia có vẻ lanh lợi quá hả? Dạ. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu nha. Y sĩ nhưng mà hơi nhút nhát, chỉ có khám thôi, ít nói. Rồi em ưu điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc. Rồi không không uống rượu bia. Tốt. Dạ. Gì nữa bác sĩ, y sĩ? Dạ thế thôi, phải là ham chơi thể thao. Ham chơi thể thao là ưu điểm. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói. Nói? Dạ. Ngài... chỉ có khám thôi hả? Dạ. Khám như ghi thôi chứ không có nói hả? Dạ. Thôi rồi. Còn nghiệp không? Khám mà thiền, không nói cũng mệt lắm á nha. Thiền khô luôn à. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ mối dài nhất là được 1 năm. 1 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ vì là cách trở địa lý. Cách trở địa lý? Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở Huế. Bạn em ở Hà Nội. Cũng đâu có xa lắm đâu. À, miền Trung, miền Bắc thôi hả? Dạ. Bây giờ em đang công tác ở đâu? Dạ, bây giờ em đang công tác ở Sài Gòn. Ở quận, quận Tân Bình. Dạ. Bên nhà gái ở đâu? Dạ, em đang ở Bình Thạnh ạ. Rồi gần. Vậy là không phải cách xa nữa nha. Rồi. Hả? Bên đây có 2 mối tình đó, không biết bên kia làm sao? Mình bao nhiêu mối tình cưng? À, dạ, nếu như tính chính thức thì chỉ có 1 mối tình thời đại học thôi. Sinh viên năm 2, lúc đó thì bạn cùng ngành và cùng lớp. Thì có ngỏ ý làm quen, nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó thì thấy hai bạn cũng là còn trẻ, với lại cái việc học còn phải tập trung hơn. Thành ra là chúng em quyết định là tập trung việc học. Chỉ có một. Mê học không yêu. Em gái ơi. Bên đây vậy đó. Bên đây nói 2 mối tình thôi chứ thật ra bên đây rất là hiền. Mối tình rất thoáng qua, nó nhát lắm. Y sĩ nhưng mà nhát thiệt, nhát luôn vậy đó. Thấy không? Nãy giờ ngồi anh im ru, anh ngồi y sĩ mà nó co ro vậy nè. Giống như ở đây lạnh lắm hay sao á. Không à, em ơi, nhà gái là lanh lợi lắm á. Em có lo gì không? Dạ không. Không có lo hả? Dạ. Em mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ là vui vẻ, hòa đồng. Vui, quá vui. Cô đã hòa đồng luôn vui rồi đó. Vui lắm. Ừ, gì nữa? Thích tóc dài, tóc ngắn? Dạ thích tóc dài. Tóc dài, hơi gần có dài. Sắp dài rồi, 2 tháng sắp sửa dài. Gì nữa? Dạ là không xăm mình. Có xăm mình không? Không có. Ở ngoài những cái mà tôi thấy á thì nó thì chưa có xăm. À. Còn những cái chỗ tôi không thấy thì tôi không biết. Biết đâu có xăm đúng không? Cái đó chú về chú tự nghiên cứu. Ông y sĩ tôi nè. Dạ. Ngọn nhát bây giờ ông sợ. Nhát gái.
Nguyên bộ đồ nghề luôn à? Ừ, coi khám coi Ngọc Lan có bị Covid không? Mình đã trước khi bước vô phim trường là test rồi. Trời ơi, không test đâu ai cho vô đây. Kỳ cục ghê. Bác sĩ, y sĩ ơi, nhưng ngoài những cái điều kiện đó rồi mình có mong muốn gì nữa ở người bạn gái tương lai không? Là có. Biết chăm lo cho gia đình hai bên, nội ngoại. Biết ăn ở với là đối xử chồng con bên dưới. Không quýnh chồng con hả? Dạ, dạ không. Bên đó có hay quýnh chồng con? Chưa có, không biết. Tương lai có hay quýnh không? Không, em thì khô à. Không có nợ quýnh con ở đây đâu. Thật ra là anh này dễ thương. Anh này khô ông như cục bột vậy đó. Hiền lắm luôn á. Bây giờ em gái nè, em không thích đàn ông ở điều gì? À, đầu tiên là không hút thuốc. Ừ. Cái thứ hai nữa là cái tính gia trưởng của mấy bạn nam. Bên kia khỏi có vậy luôn rồi đó. Gia trưởng gì nổi. Yeah. Chắc toàn làm gia phó thôi. Gia trưởng đây nè. Rồi gì nữa? À, nói chung là có công việc ổn định để mà chăm lo gia đình và tương lai. Quá ổn định luôn. Dạ. Ừ. Vậy thôi đó. Chỉ có hiền nhát gái thôi. Một cái tính nhát gái này là phụ nữ rất là thích nha. Bởi an vì toàn. Đúng không? An toàn đúng không? Dạ. Ừ, được rồi. Có điều gì em không thích không? Nói chung là anh không hút thuốc là một cái ưu điểm khá là lớn rồi. Thì được rồi. Ngon. Dạ. Lành. Anh thấy được rồi đó. Cái cục mai mối này tôi thấy có cái màu sắc đỏ tươi. Hồi nãy đúng không? Ừ. Được rồi. Ho quá vậy? Ho quá. Khám rồi con Covid. Sáng giờ test hai lần mà cho nó không ra con nào hết. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em quên đó. Bạn y sĩ đi với ai? Dạ anh đi với cầu em ạ. Ha cậu. Dạ à. Chào cậu. Vũ. Dạ. Nói chung Vũ thì nó hiền lắm. Nó tính hiền thì nói chung nó không có cha từ lúc nhỏ. Nó một mẹ một con à. Nó là con của bà chị ruột mình. À. Thì nói chung hai mẹ con sống, nói chung mẹ là đang thân mới sinh ra thì mấy tháng thì ba nó mất. Thì nói chung ở với gia đình bên ngoài thôi. Đấy thì nó rất là hiền. Bây giờ thời gian thì nó ở ngoài quê xong mình đem vào trong này, nó làm cái việc trong này nó làm cho nó. Thì muốn kiếm cho nó có một người vợ cho nó, ba mấy tuổi nó hiền, nó nhắc gan lắm. Nói vậy cho nó hai mối tình, nó đâu có yêu đâu, đơn phương rồi không. Chứ bây giờ nó thấy đem cái về nhà luôn. À vậy hả? Trời ơi, nãy giờ nói cho có sĩ vậy đó, diện vậy đó hả? Đó, nói cho sĩ gì tí thôi, chứ còn nó nhắc gái lắm. Trời ơi, mỗi lần đi đâu tới ngồi mà giúp đem nó giới thiệu là tới nó ngồi co ro vậy. Đó, nãy giờ thì trang vậy đó. Tội nghiệp cháu tôi lắm, mình cũng muốn kiếm cho nó mấy đứa cháu, mấy đứa em nó chứ là đem giới thiệu cho nó đi cưới vợ cho nó đó, kiếm cho nó người vợ người bạn đó, chứ còn à, nó không có dám luôn. Nhát quá ha. Nhát quá nên đâm ra nó cũng ngại. Vậy cậu thấy cô gái bên đây có hợp với cháu của cậu không? Thấy cô gái bên này thì đồng ý là cũng được, thì giống như căn bản thì hai người cho nhau cơ hội, cho cậu thì đứng giữa thôi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái tương lai của Vũ đó là Vũ đang học lên bác sĩ luôn đúng không? Thì đang hướng cho nó đi tiếp tục. À, vẫn ở nhà cậu luôn. À. Rồi, cậu có muốn cháu lấy vợ sớm không? Trời ơi. Nói vậy thì muốn quá trời luôn, nó năm nay 38 gần 40 tuổi rồi mà. Đúng rồi, phải lấy vợ sớm để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp ha cậu ha. Rồi, ok, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. À. Chào quý khán giả, chào MC Ngọc Lan, chào MC Quỳnh Linh. À, em là đồng nghiệp của chị Kiều ạ. À. À, em làm việc với chị Kiều cũng được 5 năm rồi. Dạ. À, thì em cảm thấy anh này cũng hơi hiền, hơi nhát. À, chị Kiều thì hòa đồng vui vẻ hơn, thì em nghĩ hai anh chị sẽ hòa hợp với nhau, sẽ bổ trợ. Dạ, cho dạ. Nhau. Cái cặp này bổ trợ cho nhau được nè, còn cặp hồi nãy khó. Đúng rồi, cặp nãy khó à. Chứ cặp này là bổ trợ cho nhau được. Tại vì thật ra Vũ rất là hiền, đó là một trong những cái thuận lợi mà nhiều cô gái thích. Nghề nghiệp ổn định và có thể phát huy nhiều hơn nữa. Trong đó gọi là em gái có thể hỗ trợ cho bạn trai phát triển ha. Mà giống như nói trong gia đình có một cái người mà lanh lợi chút xíu nó cũng đỡ hơn ha. À, mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi rồi tính sao nha. Nhớ nha, mở ra khám bệnh liền, bạn gái bên kia ngồi y nguyên để bạn trai khám bệnh nha. Coi khám đúng chuyên môn mình, coi mình thoải mái không cái đã nha. Ok, mở rào. Nào, kiểm tra sức khỏe liền, chuyên môn đâu. Không, ổng không dám qua luôn. Anh chào em ạ. Dạ, em chào anh. Có món quà tặng em ạ. Dạ,
em cũng gửi anh quyển sách. Hy vọng là trong tương lai mình có thể học thêm nhiều điều mới và cùng tiến tới ạ. Anh cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đây chị cất cho. Khám. Em có cần anh kiểm tra rồi sức khỏe không ạ? À dạ, em test Covid rồi, chắc khỏe. Tiến tới khám. Khám cái gì? Khám tim, khám phổi, khám lồng ngực, khám lưng rồi. Khám toàn thân. Em tên Kiều, anh là anh Vũ hả? Anh là Vũ. À dạ, chào anh. Khám tổng quát lại coi. Tôi đề nghị, tôi có cô em có bị qua nay nhớ hơi nhức đầu, khám tổng quát coi sao. Tim đập hơi mạnh. Nếu đợi anh xin phép kiểm tra tí nha. Dạ, chắc ổn. Kiểm đi. Nên tôi nghe thiệt luôn. Khám đàng hoàng nha. Ok, thở hay hít hay gì không? Đang đứng thở. Thở bình thường, không sao đâu. Hít mạnh hay là thở làm sao? Nói chung là bình thường, không sao. Gì vậy? Gì mới có một chút xíu thôi. Đang khám gì vậy? Nhịp tim. Hả? Dạ, đang khám nhịp tim. Rồi gì nữa? Dạ. Khám gì nữa tiếp đi. Dạ, thôi ạ. Hả? Vậy thôi đó hả? Dạ. Thường y sĩ vô khám là người ta khám cái gì trước, người ta làm gì trước? Dạ, cái đó thì tùy theo yêu cầu của bệnh nhân ạ. Bây giờ tôi yêu cầu khám tổng quát nè. À, khám tổng quát là phải có máy. Bây giờ tôi khám ngoại một tuyến thôi. Dạ, dạy xong rồi đó. Đó là khám ngoại tuyến á. Trời đất quỷ thần. Khám đâu nhịp tim rồi dạy đó. Cứ để vô vậy là xong rồi đó hả? Tôi còn đo huyết áp. Còn đo huyết áp này kia rồi coi mạch này kia rồi coi sao chứ. À, cái đó là phải có dụng cụ bên ở phòng. Trời ơi, y sĩ nhát quá trời đất luôn. Có bắt mạch được không? Dạ, được ạ. Đó, bắt mạch thử coi là mạch đập ổn định không? Em đứng lên cho y sĩ tôi cái coi. Đó. Làm thiệt cho tới sáng quá. Mới có 15 giây à anh ơi. Thôi mình nhân lên 4 đi. Làm thiệt không ơi. Cho nó nhanh. Khám thiệt. Nói chung là hơi yếu đấy. Hơi yếu gặp, hả? Dạ, anh mới gặp được đối tượng nên hơi yếu quá. Anh bắt đầu anh dạng miệng rồi đó. Đó, được rồi đó. Đó vô rồi đó. Đi đi. Thoải mái lên nào Vũ. Hợp lý rồi đó. Rồi, nào. Vũ nhìn thẳng qua bên kia quay kìa. Quay qua cưng. Ngồi sao mà cứ co ro vậy? Lên ngồi thoải mái là bác sĩ khám người ta khám làm sao nè. Bình thường rồi nói chuyện với bệnh nhân làm sao? À, thì trao đổi về bệnh lý thôi. Em không phải là bệnh nhân, thành ra là mình trao đổi những chuyện khác đi. Cũng đó. Chủ động luôn. Thấy ai anh hỏi coi em thấy anh sao, kéo rào ra là thấy nhan sắc anh sao. Hỏi đi. Em có nhận xét anh như thế nào? Dạ, anh khá là hiền. Nói chung là về cái tính tình thì sẽ rất là phù hợp với một người làm người chồng, người cha tốt. Nhưng mà anh phải cố lên tại vì hiền quá. Em thì hơi lanh hơn một xíu. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Thì em cũng vui tính, cũng hòa đồng á. Nói chung cũng bổ trợ được cho anh về cái điểm đó. Dạ. Cho em hỏi là mình sắp học lên bác sĩ là mình đang chuẩn bị học hay là mình đang học rồi anh? Anh đang chuẩn bị học. À dạ. Là thời gian 4 năm nè. Vậy thì chừng nào mình mới có thể là nếu như mình hợp nhau thì khi nào anh mới dự tính là sẽ kết hôn? Học xong hả? Không. Thôi cũng không cần phải học xong. Nói chung là anh có thể vừa học vừa làm mà, vì cái này là anh chỉ học lên nên anh chỉ học vừa học vừa làm. Tức là vẫn hoạt động ở bệnh viện. Dạ. Phòng khám vẫn vừa đi học vừa đi làm luôn. Nói chung là vẫn có thể vừa học nè, vừa làm y sĩ nè, rồi vừa làm chồng được. Đúng rồi. Vừa học vừa làm vừa lấy chồng luôn. Cái gì? Ý, lấy chồng. Lấy vợ luôn. Đó, được không? Vậy là hợp lý đó. Coi như mình 3 trong 1 luôn á. Vừa làm vừa đi học lên bác sĩ, vừa lấy vợ luôn, được không Vũ? Dạ được ạ.
Hả? Dạ được ạ. Được ha. Giờ em nói đi, bây giờ mình hẹn hò tuần mấy lần, hẹn hò sao đó, em ở đâu hỏi đi. Vậy là anh chỉ nghỉ được ngày Chủ nhật. Cuối tuần hay là ngày thứ bảy anh không được nghỉ luôn hả? Nếu mà anh sắp xếp được thời gian được thì anh có nghĩ anh có thể nghỉ được chiều thứ bảy là đến ngày Chủ nhật, sáng thứ hai anh đi làm lại. Bận, anh bận quá, anh bận quá. Em thì làm việc hành chính, với lại em có thể nghỉ được 2 ngày thứ bảy trong tháng, có nghĩa là em nghỉ được 6 ngày hơn anh một xíu. Nói chung là mình có thể là hẹn nhau vào cuối tuần. Dạ. Được không? Dạ được. Ai xuống chở ai? Dạ thì Nam sẽ xuống chở. Đúng rồi, em biết nhà bạn đó chưa? Dạ chưa. Hỏi đi. Hiện tại em đang ở đâu? À, em đang ở Điện Biên Phủ, ở quận Bình Thạnh, ở quận Bình Thạnh đó anh. Cũng hơi hơi xa một xíu, chịu khó chạy nha. Bữa nay không sao, có xe mà. À, dạ có xe nhưng mà sẽ chịu khó. Có xe mà. Đừng nói đi xe buýt nha. Vũ chừng nào muốn lấy vợ nè? Dạ nếu được thì sang năm. Sang năm. Đó, dạ. Giờ em hỏi về bạn gái đi. Em khoảng bao lâu thì em chịu cho anh bước tới? Em dự định là khi nào lấy chồng? À, thì nói chung là sau cái cuộc gặp hôm nay mình tìm hiểu nhau, nếu như mình cảm thấy là phù hợp thì sang năm em cũng nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi ạ. Nếu sinh con đầu lòng là em muốn con nào? Cái đó là tùy nam mà, tùy anh con trai, có nghĩa là trời cho con nào thì lấy con đó thôi, chứ em cũng không có cái quan niệm là con trai hay con gái. Nhưng mà em nghĩ chắc là mẹ anh là sẽ cần con trai hơn đúng không? Mẹ anh cũng không áp đặt về vấn đề con à. Dạ. À, nếu như sau khi kết hôn thì anh dự định là sẽ ở thành phố hay là mình về quê anh? Nếu em thích về quê thì anh sẽ đưa về quê. Vì ở ngoài quê anh cũng có chỗ đàng hoàng, nhưng mà chỉ có không có việc làm thôi. Anh chỉ lập, anh muốn lập nghiệp ở thành phố. Dạ, vậy thôi mình lập nghiệp đi anh chứ. Không có việc làm khổ đúng, lắm. Đúng rồi. Quê anh Diệm có, chỉ có việc làm không có. Ở Quế là ở đâu, huyện nào? Dạ em ở ngay trung tâm thành phố ạ. À, trung phố có việc làm sao không có em? Có bệnh viện không? Phải đủ. Cần anh xin cho em, ở Huế anh xin cho. Đúng không? Bệnh viện Trung ương Huế. Có gì đâu mà không có việc làm. Thành phố Huế là thành phố trực thuộc Trung ương nha, rất nhiều việc làm. Thành phố Huế là một thành phố đang phát triển, có sân bay, có du lịch, có đầy đủ mọi thứ. Thành phố bằng có nhiều bão nữa. Chỉ có bão là nó mệt thôi em. Thành ra là nơi đó nói tóm lại là ở Huế cũng là một nơi rất là tốt để có thể dự định trong tương lai luôn á. Ở Huế thì em nhà ở đó ở đang ai ở đó? Dạ mẹ em ạ. À, nhà tại thành phố Huế luôn hả? Dạ. Đó vậy là được rồi. Bác gái ở nhà một mình anh không lo cho bác hả? Cũng có mà đều vì công việc nên. Sao anh không có ý định đón bác vô đây? Anh cũng có ý định đón vô mà bác không chịu. Bác nói thôi, ở quen ngoài quen kia. Cuộc sống anh. Dạ. Mấy bác người lớn. Cái cô này có hỏi cái câu này em rất là thích. Đúng luôn á. Thì mình thích mà mình xúc động luôn á. Bởi vì đây là cô gái rất là thông minh, lanh lợi. Cổ sẽ chủ động tất cả mọi thứ luôn á. Thật ra anh thấy cặp đôi này thế này nè. Bà này quá hiền luôn, hiền lắm luôn á. Nếu mà em gái đó, em thấy có đây có thể mình sẽ là một nửa bánh ghép của mình. Thật ra phải cần thời gian tìm hiểu xem trái tim mình có rung động hay không. Nếu mà rung động thì đây cũng chính là người để em hướng tới. Ha. Anh này thì thật ra nếu xét về tương lai thì cũng ổn định đó. Nếu mà học lên 4 năm nữa thành bác sĩ thì tương lai nó rộng mở hơn nữa. Dạ. Và có đôi khi là anh sẽ mở tiệm thuốc, em đứng em bán cũng được. Về chuyên môn thì anh có, nhưng mà về vấn đề mà giao tiếp hay là về vấn đề quan hệ xã hội đó thì anh rất là yếu, và điều đó em sẽ quản lý hết. Và người này chắc anh nghĩ chắc là khó có ai mà có thể ghen được hay là mày thẳng cái lưng lên coi. Trời ơi. Hiền dữ vậy trời. Tức ghê á. Ừ.
Đó, anh phân tích như thế, thật ra em đủ, anh nghĩ là em đủ thông minh để em nhận định được con người đối diện. Chỉ có điều là cậu ấy quá hiền thôi. Em thấy sao nè? Dạ, hiền cũng là một điểm tốt. Đúng rồi. Việc quan tâm với gia đình với lại cái tương lai ổn định nó là một cái điều quan trọng hơn. Dạ. Nhưng mà hiền quá điểm con không tốt lắm. À, em sẽ bù lại phần này cho. Hay quá. Chịu em gái cho nó. Cứ thích cô gái này quá đi. Bây giờ nè, Vũ, em cứ nhìn bước tới cô gái đó, bây giờ nè em lấy hết sức can đảm của người đàn ông, một người y sĩ, em nói hết những cái gì em suy nghĩ về cô gái đó. Cái này là anh không chỉ được rồi ha. Nói đi cô gái đó. Quan trọng là em nói thôi, cô gái kia cô hiểu hết rồi đó. Nào, bước tới rồi, nắm tay cô gái đó, nhìn thẳng vào, muốn cái gì nói, cái gì nói lớn lên. Nếu được thì em sẽ cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau, rồi mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Đứng đâu Nguyên, đứng Nguyên, đứng Nguyên. Bây giờ hỏi Vũ nè. Dạ. Nắm tay cô ấy đi, nắm tay đi. Nắm gì vậy? Được không? Dạ được. Vũ thấy có thật trong trái tim mình có một chút gì rung động với cô gái đó không? Dạ có. Thích không? Dạ có. Thật ra con người gái kia là em rất cần những người phụ nữ như thế đó. Nếu em gặp một người phụ nữ mà hiền quá hoặc là gọi là quá lanh lợi hay là ấy là em cũng mệt lắm á. Cô đây vừa đủ luôn đó. Đúng cơ hội luôn á. Quan trọng cô có bấm nút hay không thôi. Em bấm mà chắc là đúng không? Hả? Em bấm không? Không biết luôn hả? Rồi thôi ngồi vô ghế đi. Còn 3 giây suy nghĩ hả? Thôi giờ tôi không biết. Không biết Vũ đang nghĩ gì và thật ra đây chàng trai cũng rất là bí ẩn luôn á. Mình làm mai làm mối, mình gặp mấy ca này thật ra rất là khó. Mình khó đoán được là cậu ấy đang nghĩ gì và khó biết được cậu ấy đang muốn gì nữa. Thôi, bây giờ hai bên để tay vào nút bấm các bạn. Để tay trái kìa Vũ. Các bạn tự quyết định cho cuộc đời của mình. Các bạn sẽ tự quyết định bấm nút hay không bấm. Bấm là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó. Xin nhắc lại, không bấm vì bất cứ điều gì. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì mình bấm. Không thì dành nút bấm đó cho người khác. Đừng để đối phương hiểu lầm mình nha. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Bóng mà cũng chậm nữa. Không nắm tay. Thấy chưa? Thấy tội nghiệp gái, không nắm tay hả? Lúc đó không phải bóng, mình nắm. À thôi thì như nãy anh nói đó, mình chịu khó, mình chủ động chút xíu đi. Dạ. Ha? Biết đâu một ngày nào đó em sẽ hỗ trợ cho Vũ, sẽ mạnh mẽ chút xíu nữa. Trở thành bác sĩ tương lai phải cần cái điều đó nha Vũ nha. Có thể y sĩ thì mình có thể trong giao tiếp mình chậm chạp, mình hiền lành, nhưng mình phải rèn luyện cho mình một cái kỹ năng, người ta gọi là kỹ năng mềm đó. Anh tin rằng em sẽ làm được. Anh tin rằng với sự hỗ trợ của cô bạn gái kế bên, em sẽ làm được đó. Tương lai phải trở thành bác sĩ nha Vũ nha. Tương lai phải mạnh mẽ hơn nữa. Tương lai phải đi cùng với cô gái này. Anh nghĩ là như vậy. Dạ, em cảm ơn anh. Vũ có muốn nói điều gì với mẹ của Vũ không? Tại vì chị biết là mẹ sẽ là người vui nhất trong ngày hôm nay. Cậu nữa. Má, con đang con dâu về với mẹ ha. Cậu cười rất hạnh phúc luôn á. Chính cậu là người rất là lo, bởi vì cậu đang rồi là cưu mang cháu đó ha. Dạ. Cậu rất là hạnh phúc luôn á. Nói với cậu điều gì đi Vũ. Dạ, con cảm ơn cậu ạ. Cậu hiểu con, chỉ gặp người khác là bực mình để nói có câu một, câu một không à. Thôi được rồi, thật ra phải cảm ơn em gái. Em bấm nút là thật ra anh rất là vui đó. Anh muốn rằng có một người để cùng chia sẻ với Vũ. Anh biết rằng là Vũ cũng có nhược điểm của Vũ, nhưng nếu chúng ta biết phát huy và gọi là hỗ trợ cho Vũ thì Vũ cũng sẽ thành một cái con người mạnh mẽ hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh tin em làm được điều đó nha em gái. Dạ em cũng tin vào mình ạ. Tốt.
Hai bạn này làm tôi xúc động quá, tôi tặng